Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Bữa nay mình sẽ nấu món bún cá mòi. Nguyên liệu gồm có hai hộp cá mòi, hai trái cà chua, củ hành tím, xả, tỏi. Bữa nay mình nấu mình để thêm tôm, chả cá. Tôm chả cá này là mình để thêm, mình thích thì mình để mà không thích mình khỏi để cũng được. Rau ăn kèm gồm có giá, rau muống bào, ngò gai, ngò gí Xả mình đập dạp tỏi mình đập dập, củ hành tím mình đập dập, cà chua mình sắc muối cao đổ dầu vô nồi rồi mình sẽ để xả tỏi của hành tím rồi vô xào cho thơm kế tiếp nữa mình sẽ để cà chua vô mình xào cà chua mình đã xào một hồi rồi sau đó mình sẽ đổ hai hộp cá mồi vô nhà mình đông nên mình xài hai hộp cá mồi đổ cá mồi vô xong rồi mình chờ cho cá mồi á nó sôi một hồi sau đó mình sẽ đổ nước vô nhà mình bao nhiêu người mình nấu bao nhiêu tô thì mình canh mình đổ bao nhiêu nước Bây giờ mình chờ cho cái nồi nước nó sôi lại sau đó mình sẽ niêm gia vị vô nữa là xong rồi đó Bây giờ cái nồi nước cái mồi mình cũng đã bắt đầu sôi rồi Nó nổi lên rất là nhiều bột mình sẽ hớt bột rồi bỏ bớt Mình hớt bột xong rồi sau đó mình sẽ niêm gia vị niêm nước mắm đường muối Rồi mình thử lại coi vừa khẩu vị gia đình mình chưa nữa là xong rồi đó Nồi bún cá mồi này mình nấu rất là nhanh ăn cũng rất là ngon lâu lâu cuối tuần mình không biết nấu gì cho cả nhà mình ăn thì mình sẽ đổi khẩu vị nấu bún cá mồi mình thử vừa ăn rồi sau đó mình sẽ để tôm với để uh, chả cá vô mình để tôm với chả cá vô sau đó mình sẽ thử lên một lần nữa nha mình thử gì á coi vừa khẩu vị với gia đình mình chưa nữa là xong rồi đó và sau đó mình sẽ làm một tô bún và bưng qua cho gia đình mình thưởng thức thôi mình để rau muống nè giá nè rồi bún nè sau đó mình sẽ múc nước súp lên trang nước súp lên xong rồi sau đó mình sẽ cắt ngò gai với ngò ghí để lên nữa là xong rồi đó mình nấu nhiều loại bún mình thích nấu nhất là bún cá mồi tại nấu nó nhanh gọn lẹ mình cắt ngò ghí với ngò ôm vô nữa là xong rồi đó mình sẽ bưng ra cho chồng mình thưởng thức thôi mời cả nhà bún cá mồi cùng gia đình mình nha Video mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của gia đình mình. Nếu có yêu thích kênh của gia đình mình cả nhà cho gia đình mình xin một lượt like, một lượt chia sẻ để ủng hộ kênh của gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào video sau nha. Bye bye.